Sơn xin chào cả nhà. Hello cái anh ơi. Chào cả nhà, bữa nay mình đi bơm chuột cả nhà ơi. Không biết có không nữa. Anh xui đi. Mới đem cái máy về, máy trước là em ở trong đây mà chỉ tôn cũng để dành mà cắt cỏ mà xịt chuột dưỡng lúa nè. Bây giờ ra lụm. Ở sau hè em có cái hang chuột cống nhum thú thần lắm. Bây giờ ra mình hốt nó. Có mày nó trong gốc cây á, trong gốc cây là đào không có được. Có rồi trời cho, còn không có trò chơi. Đào không có được thì bơm nó khỏe hơn. Đây. Có cái góc sau, cái góc này sau bữa nó đi gặp cái hàng lớn lắm, không phải góc này. Chấm gần hố bên thượng. Cái góc này hổm người ta thiêu nó rụi hết trơn rồi. Đằng này nè anh ơi. Đây nè. Đó. Cái hàng này nhắm có không? Coi cái đường chạy của nó nè, đây nè, đây lên đó nè. Ta đúc đồng cái trái lan trái lên gốc luôn rồi giờ trái sạch chân mà cái đường chạy nó chạy kiểu này nè. Ai nhắm có không? Như đó có con đồng nữa kìa. Kiểm tra coi. Đi vòng đang lát bom chân mấy gốc nữa. Nó bự bằng cùng giò vậy nè. Mà cha mình đi theo lát mượn cầm cái máy hết cái đùng của nó cục nào cũng lấy bành vậy đó. Trong này là cái động của nó ở đây giật cục cây sau này. Đây ha, xuống đây một ngày ai nó xuống tới dưới mé rồi luôn rồi không. Dưới mé kia nữa kìa, không biết nó có xuống tới mé không nữa. Được rồi, nó không có ruột đâu. Quấn giật hai mà nặng này được rồi. Theo chăng là cách đây cũng khoảng tới 700 năm rồi đó mà nó còn siêu bền đó. Cái cá là cái khỏe người đó. Chơi ghê đức dân tình chơi cái bài hài là dở quá kéo xong rồi luôn. Bật cá bật cá kéo vô luôn, kéo qua luôn. Bắt cá, bắt ếch, bắt gắn cái bằng móng tay bây giờ không còn cái gì nào còn gọi là móng tay chứ. Anh đưa qua luôn. Ừ, rồi được rồi, rồi. Trong. Năng lòn đây nè, vòng đây mà lòn xuống tới dưới đó luôn đó. Hàng này lâu ngày, lâu năm lắm rồi. Này cống nhâm hay cống lan ta? Chưa biết, cống về cống rồi bơm ngày tử rồi có không có ha. Con người chết chuột cơm luôn. Nó không cơm đâu dữ vậy. Đây nè, có cái đường chạy của nó nè. Cơm cái gì? Đường chạy bành chứ nhưng mà cơm. Nước lên chưa? Lên nè. Coi nước nó chào ở hướng nào. Em lại anh Hùng ơi, nó chặn ở đây rồi. Chặn đây luôn, tới chỗ này luôn nè. Ném lại mới được. Để coi nó ở đâu. Bên này có hàng không biết. Này có hàng mà. Tới dưới đó luôn á. Chắc xuống tới đây luôn á. Ây da. Họ thổn cái hang rồi.
con gì lại đâu rồi? Rút nữa. Chịu nổi chào lên hả? Làng ở hướng nào anh? Làng từ đây hai người vô đây nè. Bây giờ cứ cho vô đó luôn á. Cũng nhờ con cứu ai? Hai con. Chịu nổi lỗi lên rồi. Cứu ai? Để ấy con bự kìa, con nhum ông ơi. Đưa cái đèn anh coi, con nhum. Lấy cái đèn anh đi, lấy đi, lấy đi. Con nhum. Ghim nhẹ xuống á. Để xù lùi à. Ghim nhẹ xuống đó nè. Mà nó đổi lên, nó giật lên à. Còn nó có mò hướng nào nữa không ta? Không, nó không có chạy hướng. Cầm đi, cầm đi. Đưa cái này lên đậu bự lắm. Bắt cái chú ơi. Hạ máy, cha hạ máy cha. Bắt cái chú ơi. Hạ máy. Dính rồi, không biết con gì. Con gì đây? Ủa, con nhum. Chữ anh ơi, ai kẹt con kìa. Trời ơi. Con heo. Ủa dưỡng nó bự. Anh ơi, giờ lên cho anh ơi. Anh hùng mà, quyết cái hang này, phát hiện cái hang này mà. Ủa nó đã. Con nó bự nè, đầu dưỡng nó bự. Thằng nái à. Còn con đó mà không biết con nữa. Nãy mới có ba con hả? À. Mới có ba con hả? À. Mới có ba con à, còn con giống nữa đó. Đây. Không biết nó có bị ngọt không? Vô rộng đi anh ơi. Anh hồng bác mà, đâu cái tệ. Cái gần của nó, ừ, giờ nó đá văng vô mắt, nó văng mắt. Kéo ấy lên nha anh. Rồi. Ờ, nhỏ xỉu rồi. Cho nhỏ, nhỏ bị nước á. Nó hồi nó mạnh như trâu à. Uống nước quá uống mà. Ủa cái này nếu mà có con là hình như là không có con đực hết ta. Nó thường thường nó có đực không? Cái chừng qua bên kia đó. Còn cái hang đỏ nữa không? Hang dưới này nè. Ừ, dưới này mới ăn lên, bơm không được. Vô rồi. Vô lên ta. Vô rồi. Nó xỉu luôn à, để đây chút nó tỉnh lại. Tỉnh rồi kìa. Bơm nữa coi, bơm cho nó chạo lên coi. Cái nữa ơi, con coi chừng còn nữa. Ừ. Lên máy chú ba. Nhóng ra lên, nhóng ra lên cha. Em vậy đó, cái làm gì nè, cái làm gì, cái máy làm gì đó. Nó là nó ngợp quá là nó còi thí lên á. Vậy là nó xuống dưới này nó không có đường lên. Con này tính ra nó cũng ngu ha. Nó không chịu làm hang ếch. Hang ếch tới đoạn cây, đại đoạn cây nè. Kè xuống kìa. Bắt tụi con này nuôi luôn. Con bự à. Đánh bỏ vô đi. Con đang tỉnh là kìa, nó hung kìa. Có anh thè đó. Lòng cũng trâu gà. Giờ để chú đây thử coi. Thank you.
đó luôn á. Trên cao mà, trên cao nó chảy đó, chảy xuống trên luôn. Nó không bậy này đông lắm chứ đâu mà có ba con vậy, bốn con vậy. Đang cái đồ còn đây nè. Bốn con nè, con lên trước mẹ lên sau, nó khỏe nó rồi thấy không, khỏe rồi đó, cái mẹ trắng dợn mắt đó luôn, nó lòi mắt nha. Rồi cứ cầm cái gọng nha. Rồi rồi đi. Làm được một hang rồi, hang rồi được bầy nó cấm nguyên bầy bên bển á, dẹp dẹp với mình đi rồi bên đó đi xuống chà, mang dép vô đi, mang vô đi, đi lọn vô nhậu đủ đó chứ giờ hỏi cây nó nằm đó đó đó. Ở đây cũng có một cái đụng lớn à. Hàng đó đó hả? Cái hàng này một cái, cái đùng này dữ lắm. Cái đùng ngoài đó cũng quay qua. Cái hàng đó chặn chặn ngách tiếp luôn á. Cho nó sôi nước lên đi rồi mình thả canh á. Coi biết nước ở hướng nào. Cái đùng này là hang không bao giờ cục. Xuống đó luôn hay gì đó phải không? Đào không bao giờ nói. Gốc cây mà đào cái gì? Muốn cô ve mút. Tốn thì cô ve bắt đựng được sống không? Có chân nước rồi nè. Ở đây nước nó dưng rồi nè. Đào nè, ấy bơm nãy giờ được bơm có hai hang mà nó có hang một à. Hang một được con này à, còn hang sau này không có rồi. Đó. Nó mày không khè mà tao mày khè tao mãi. Này được bốn con. Cũng như này cũng dùng con này chưa mở mắt, cái này chắc khó nuôi quá. Thôi để cho mẹ nó nuôi luôn gì được không ta? Được. Cũng kè bú kìa, bú kìa. Có bú không? Kè bên đây nó nhủi bú kìa. Rồi. Này mình để mình nuôi nó được hay ta? Cho nó ăn dèo cái luôn á. Tôi cho mày ăn á. Mày dòm. Mày gặp đâu mày ghét lắm. Thôi mình đi vô cả nhà. Chiều tối rồi. Bữa nay mà mình là bơm mà chủ yếu là mình thử một hang này thôi. Mai mốt nè coi thấy ổng rồi mình đi bơm bắt con giùm. Dạ, nè, mình mới thử rồi.